Chào em. Em giới thiệu là em tên gì? Lê Tấn Đạt. Học lớp gồm nè. Tại sao em muốn về sớm? Tại chưa nấu cơm. Giỏi quá ha. Bây giờ em trả lời một số cái câu. Hôm nay thời tiết như thế nào? Trời nó hơi mù, sắp mưa, em muốn về sớm. Rồi tâm trạng như thế nào nè? Tâm trạng rất là bình thường. Hào hứng muốn về. Em thích màu gì nè? Em thích màu đỏ này. Em thích môn thể thao gì? Em thích đánh cầu lông này. Em thường đánh cầu lông khi nào? Em cũng biết nữa, em rảnh là em đánh nè. Thì bà giỏi. Em thích xem phim gì? Em thích coi hoạt hình. Em thích nghe nhạc gì? Em thích nghe nhạc giật giật. Là nhạc gì ta? EDM à? Đúng rồi này. Em thích món gì? Em ăn mì nhiều lắm rồi, em thích mì. Mì tôm. Dạ. Ước mơ của Đạt là gì nè? Ước mơ là mì tôm. Mời Đạt trả lời nè. Ước mơ của Đạt là gì? Ước mơ làm tiến thủ chuyên nghiệp. Tiến thủ e-sport. E-sport gaming. Đúng rồi. Cái câu hỏi cuối cùng là cái lời nói gì mà khi mà Đạt nghe là Đạt cảm thấy có động lực? Chơi game đi con.